Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với các đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Trị đầu tranh kiệt phá thành công đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy có tính chất liên tỉnh, thu giữ gần 2.200 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 6 tháng 4, Phòng PC04 Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với Công an thành phố Đồng Hới đã phát hiện bắt quả tang Ngô Minh Tường, sinh năm 1989, trú tại xã Hải Lê, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, đang tàng trữ 977 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến mở rộng điều tra, phòng PC04 công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với phòng PC04 công an tỉnh Quảng Trị và công an thành phố Đông Hà xác minh, điều tập và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Đình Sáng sinh năm 1983 trú tại khu phố 6 phường 5 thành phố Đông Hà, thu giữ 1.218 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, hai điện thoại di động và một số đồ vật, tài liệu có liên quan. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng trên và đang tích cực điều tra mở rộng vụ án.